Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thư cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070. Happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. Lê Thái Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình cà phê sáng của lý do Sài Gòn TV. Xin chào Lê Thái. Dạ Vâng, Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình. Em gửi lời chào đến chị Ngọc Lan. À, gặp Lê Thái từ tháng trước giờ qua đến tháng này rồi. Dạ, hai tháng Đây... rồi chị mình mới dạ. gặp. Một tây tháng 9 rồi quý vị bắt đầu là sắp sửa đi vô mùa thu rồi. Cho nên sáng nay đi đường trời nó không có nắng chói chang giống như mấy hôm trước nữa dạ. mà nó bắt đầu cái kiểu nó nó âm âm um u um, u hơn. Um cuối tuần tới ngày 9 tây tháng 9 thì xin mời quý vị một lần nữa được nhắc lại quý vị dành thời gian tham gia chương trình vui Tết Trung Thu cùng Lido Đôi Sài Gòn TV ở ngay ngoài Phước Lộc Thọ bắt đầu từ lúc 10 giờ sáng, à, 12 giờ sáng, 12 giờ trưa. À, đặc biệt chương trình năm nay á, thì sẽ có cái phần dành cho các em nhỏ dưới 18 tuổi à, tham gia trò chơi làm bánh phục linh à, từ 2 giờ đến 3 giờ chiều cái này là hoàn toàn là miễn phí thì khi tham dự như vậy thì các em lại được thêm những cái phần quà tặng được lồng đèn được cái phiếu uống nước của phúc long rồi có thể được những cái món trò chơi nhỏ nhỏ và đặc biệt là các em sẽ được tự tay mình in những cái bánh phục linh xong rồi mang về nhà để mà thưởng thức bánh phục linh thì bánh phục linh không phải bánh in nha quý vị bánh phục linh nó khác bánh in nó khác À, cái bánh phục linh này á người, người, người nam ngọc lan nghĩ cái thời đi học ai cũng biết rồi nó được làm bằng bột năng á thành ra khi mà bỏ vô miệng nó sẽ tan tan ra chứ không phải là bánh in là cái loại mà bột bánh in mà mình phải nhai chứ mình không có ngậm nó không có tan được cái bánh này nó khác nhau à, thì cái này nó gắn với tuổi thơ của rất là nhiều người thì ngày hôm đó các em sẽ có dịp để mà chơi cái trò chơi này tự tay mình làm những cái bánh này à, toàn bộ dụng cụ gì hết thì của bên à, ban tổ chức sẽ cung cấp cho các em à, ngoài ra thì còn cái những cái chương trình à, thi ăn bánh trung thu à, rồi à, thi, xem cái chương trình văn nghệ à, kéo dài cho đến tối dạ vâng à, trong chương trình này thì chị ngọc lan có làm chị hằng không hả <laughs> chưa bao giờ trong chương trình nào của Leader sài gòn tv mà mình được đứng ở trên sân khấu hết á mình toàn là đóng vai tà lọt làm hậu cần ở phía sau để thôi em, em chỉ dành chung. cho những người giống như lê thái mới lên sân khấu để em em đề xuất anh thái để cho chị làm đời, chị hằng chung với em năm ờ, nay hết mẫu hậu thì được <laughs> dạ vâng và chưa quý vị cũng nhớ là cái khung giờ của Lido sài gòn tv trong tuần sau để mà chúng ta có thể mà dẫn tất cả các em nhỏ đến ngay Phước Lộc Thọ để mà tham gia chương trình vui Tết Trung Thu và thi những cái cuộc thi rất là vui à, và đặc biệt là cái bột mà quý vị ăn đó là do chính tay chị Ngọc Lan trộn và xào vậy <laughs> và ăn đồ bụng lại có là là cậu chú nó chìm bạt rồi không, đồng, không ăn vô không có chết Đáng, <laughs> à? À, dạ vậy. à, thưa quý vị đặc biệt là à, hôm nay là nhiều người sẽ bắt đầu nghỉ lễ à, lễ lao động nhưng mà riêng ngày thứ hai thì Lý đô Sài Gòn TV vẫn phải làm việc nha quý vị Uh, thì ở trong cái uh, cái uh, ngày lễ này đó thì bên MetroLink tức là xe xe điện á uh, họ sẽ có một cái offer là quý vị nào muốn mua thì cái giá nó chỉ có 10 đô la thôi để cho quý vị được dùng cái cái uh, cái thẻ đó đi cả ngày không giới hạn, đi đâu đi hết, chỉ trừ tuyến đường đi lên Riverside là không có. Còn lại thì quý vị sẽ được đi khắp nơi trong một ngày này chỉ có 10 đô la thôi thì họ nói rằng là đây là một cái cách để giúp giảm thiểu cái tình trạng kẹt xe đó nhiều người người ta sợ đi chơi ở đâu uh, đi rồi nó bị kẹt xe đủ thứ hết thì quý vị có thể dùng cái uh, cái thẻ này 10 đồng mà đi cả ngày uh, còn lại uh, thì những ngày khác cái giá nó cao hơn uh, Ngọc Lan thì không có đi uh, xe điện này cho nên là không nhớ chính xác chỉ biết là những ngày lễ khác thì người ta cũng đưa ra cái giá là 15 đô la uh, còn lại riêng uh, Labor Day này thì là 10 đô la À, em nghĩ rằng là những người có nhu cầu mà người ta vẫn thường xuyên di chuyển bằng cái xe điện này á thì có thể đây là một trong trong những cái tin mà rất là vui trong cái ngày mà Labor Day thưa quý vị à, trong chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thì à, có một cái thông tin cũng rất là thú vị Lê Thắng muốn gửi đến uh, cho quý vị trong đầu chương trình à, như chúng ta cũng đã biết thì uh, trẻ em hay là con cháu nó làm những cái đứa uh, rất là dễ thương khi mà sinh ra thì Thượng Đế cho những cái gương mặt rất là dễ thương từ trong cái tính cách cho đến cái cách sinh hoạt nói chuyện nó khóc không nó cũng dễ thương mà nó cười mà nó giận mình nó đánh mình nó cũng dễ thương nữa thưa quý vị uh, theo một cái nghiên cứu mới thì những cái ông bà nào mà trông trẻ ít thì có khả năng mắc chứng mất trí nhớ hay là người ta còn gọi là Alzheimer rất là nhiều uh, tại sao như vậy thưa quý vị uh, theo một cái nghiên cứu được công bố ở trên tạp chí của hiệp hội mãn kinh bắc mỹ năm 2022 vừa qua thì người ta nghiên cứu trên 186 phụ nữ ở Hoa Kỳ tham gia một cái nghiên cứu dài hạn về lão hóa. Và cái nghiên cứu này người ta cho thấy rằng là những cái ông bà nào mà trong trẻ đó từ năm ngày trở lên thì có uh, điểm thấp hơn các bài kiểm tra nhận thức tương tự nhưng những ông bà nào trong trẻ chỉ một ngày duy nhất ừ. trong một tuần. Ừ thì cái điểm của người đó lại cao hơn. Cái điểm gọi là cái điểm về nhận thức về trí nhớ về uh, tất cả những cái bài kiểm tra về não bộ này nọ thì tốt hơn những ông bà nào trong trẻ 5 ngày, một tuần. Có nghĩa là vẫn có trong nhưng mà đừng có trong nhiều thôi. Trong nhiều thì sẽ giống như là bị 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 stress vậy thưa quý vị. Và một nghiên cứu khác cũng được công bố trên tạp chí là Tiến hóa và hành vi của con người trong năm 2019 thì những người mà chăm sóc cháu có thể là sống lâu hơn những người không chăm sóc cháu, cháu con của mình. Trong nghiên cứu này thì những cái ông bà nào đó thưa quý vị, chăm sóc cháu có nguy cơ tử vong thấp hơn 37% so với những người không phải là ông bà và không phải là ông bà đang chăm sóc cháu. À, ngoài ra thì còn có nhiều nghiên cứu khác cho thấy rằng cái sự tương tác xã hội cũng là một trong những cái thành phần vô cùng quan trọng cho cái lối sống lành mạnh à, dành cho người lớn tuổi khi mà chúng ta à, sinh hoạt cộng đồng này nọ thì cũng sẽ rất là giúp ích rất là nhiều trong cái nghiên cứu về cái tâm thần của người lớn tuổi và theo viện lão hóa quốc gia thì người ta cũng cho biết là những người mà tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa như là uh, các uh, hoạt động cộng đồng rồi người già hội người cao tuổi hoặc là đi sinh hoạt đi tập thể dục đi quốc ao này nọ thưa quý vị thì lại có xu hướng sống rất là lâu và nâng cao cái tâm trạng và có ý thức về những cái mục đích đồng thời thì cũng là duy trì cái sức khỏe và cải thiện chức năng nhận thức của họ uh, như chúng ta cũng đã biết là sự cô đơn hoặc sự cô lập chống à, vắng của người già trong cái thời điểm mà người ta bắt đầu người ta về cái tuổi về chiều đó ừ. mà con cháu con cái của chú thì đi học đi làm à, rồi người ta ở nhà thu thủ ở nhà một mình nếu như mà không có những cái con thú cưng làm bầu bạn hoặc là không có vườn tượng để chăm sóc thì hầu như là người ta rất là tù túng trong bốn bức tường thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng giống như là bị stress bị giống như là bị kém đi cái nhận thức về cái cái uh, trong cái, cái công não bộ của người ta sẽ gây đến những cái tình trạng là người ta sẽ bị giống như là bị lão hóa dần 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 về cái não bộ và sẽ gây đến tình trạng mất trí nhớ thành ra vì vậy nếu mà quý vị nào mà chúng ta đang có ông bà cha mẹ ở nhà mà chúng ta đang có con chúng ta có thể gửi ngay bây giờ để chúng ta ờ. <laughs> để chúng ta giúp cho ba mẹ ha. ông bà chúng ta ừ. nói ngày ghê không chị Lan ờ, tức là nếu như vậy thì cái nghiên cứu này cho thấy đó là nếu như người uh, cao tuổi mà có con cháu uh, hay là đó sinh hoạt con cháu hay là không có con cháu đi sinh hoạt với hội người già nói chung có một cái sự uh, giao tiếp với bên ngoài nhiều thì những người đó cái đời sống tinh thần họ sẽ tốt hơn còn đối với những người nào mà chỉ sống co cụm lại một mình mình hay là những người uh, độc thân thì làm sao có con cháu được có có thể là cháu của anh em họ gì đó thì cái đời sống họ sẽ dễ bị stress hơn dễ rơi vào trầm cảm hơn đúng không à, thưa quý vị uh, trong mấy ngày trước thì ngọc lan có đưa tin liên quan đến vụ mà một uh, sinh viên 20 tuổi ở South Carolina khi mà đi vào gõ cửa nhầm nhà của một người thì đã bị chủ nhà bắn chết. Uh, thì ngày hôm uh, sáng ngày hôm qua đó, uh, cảnh sát đã đưa ra một cái kết luận từ uh, uh, bên uh, phòng biển lý của khu vực đó cho thấy rằng là người chủ nhà mà bắn chết cái sinh viên 20 tuổi này sẽ không bị bất kỳ một cái truy tố nào hết không bị buộc tội gì hết là bởi vì họ thấy là đó là một cái hành động chính đáng. Khi mà người ta xem xét lại hết toàn bộ cái camera của cái cái nhà đó đó, camera an ninh của nhà đó từ lúc mà người uh, sinh viên này đến gõ cửa cho đến lúc mà ở trong nhà phải bắn ra một phát đạn khiến mà anh này chết tại chỗ thì người ta thấy tất cả đều là hành động tự vệ thì theo như uh, tin tức cho biết là người uh, sinh viên này và hôm hôm đó đó là rạng sáng ngày thứ bảy, khoảng 2 giờ sáng ngày thứ bảy thì uh, người đây là sinh viên năm thứ Hai thì anh ta thuê trên cái đường mà anh ta đi đến theo như là lời mô tả lại là anh ta đến cái nhà đó, cái nhà đó gọi là giống như là quý vị biết rồi những sinh viên nó có hội hội anh em, hội chị em đó, những cái nơi đó uh, nó có những cái trò chơi, nó có nhiều cái thứ mà nhiều hội nó quái đản lắm. À, thì người này trên cái đường đến cái nhà đó thì cái nhà đó đó anh ta đi đến lộn anh ta đến cái nhà khác cách đó một hai giải phố thì đọc tiên anh ta đến thì cái người sinh viên này không phải là gõ cửa bình thường đập cửa la hét bấm chuông đủ thứ hết thì ở trong nhà người ta nhìn ra người ta không hiểu chuyện gì đó thì người này cứ la hét như vậy thì trong nhà người ta sợ chứ hai giờ sáng mà thì lúc đó là một người phụ nữ ở trong nhà đó họ gọi cảnh sát thì họ đang nói chuyện với cảnh sát Thì cái người đàn ông ở trong nhà Thì ông chủ nhà, ông là vào ông lấy súng Tại vì không biết ai hết mà cứ đập cửa rầm rầm La hết ở ngoài Rồi uh, giống như là chửi tục nữa yêu cầu là mở cửa ra Thì trong lúc mà người này vẫn còn đang gọi Cảnh sát 911 đó Thì người này đã đập cái cửa sổ, cửa kiến uh, Đập ừ. cái cửa kiến để làm sao Bằng mọi cách phải đi vô nhà Thì đó là lúc mà thò cái tay vào trong nhà Là người ở chủ nhà họ đã bắn Bắn một phát đạn À, xin mời quý vị cùng trở lại với Lê Thái và Ngọc Lan sau phần thông tin thương mại. Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070 Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487-7889 Học khu Huntington Beach Union High School District Phở 86 truyền thống từ năm 1985 hương vị vượt thời gian 714-839-4591 714-839-4591 Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. À, trước phần quảng cáo thì Ngọc Lan đang cập nhật cái tin tức liên quan đến người sinh viên 20 tuổi ở South Carolina. Khi đến trường đại học South Carolina đó, chỉ vừa mới nhập học trong vòng có mấy ngày thôi thì đã đi nhầm nhà và bị bắn như vậy. Thì cái do cái điều tra thấy rằng là cái chuyện người chủ nhà là tự vệ chính đáng à, khẩu súng của ông mua cũng là hợp pháp tất cả những cái đó với những yếu tố như vậy thì lúc đầu thì lúc mà cảnh sát đến là đây là trường hợp được cho là một vụ trộm đột nhập tại vì chủ nhà nó anh ta đấm cửa vân vân rồi chủ nhà chỉ nổ súng khi mà anh ta đập bể cái cửa và vặn tay nắm muốn đi vào nhà thì lúc đó là chủ nhà nổ súng mà từ đây để cũng thấy rằng là những người mà có con cái đi học đại học á thì cũng nhiều cái cái bận tâm nhiều cái lo lắng lắm bởi vì cái môi trường học ở trường đại học nó vừa là cái nơi để cung cấp kiến thức nhưng mà nó cũng là một cái nơi nó nhiều cái chuyện nó ở trong đó ví dụ như là ngay cả cái chuyện mà hai ba giờ sáng rồi các em ở cái tuổi đó rồi à, uống rượu nhậu nhẹt cho nên nghĩ là như em này là phải là trong cái tình trạng nó không thể nào mà nó tỉnh táo được hết à, một tin tức khác lại liên quan đến à, những cái tiệm mà bán à, Burger hamburger rồi đó đó là tiệm Burger King ở Miami à, vừa bị bên tòa bác cái đơn là của cái tiệm này họ chống lại à, cái chuyện mà bị một khách hàng kiện rằng những cái quảng cáo của họ đó cái bánh mà in trên quảng cáo đó nó không có đúng sự thật họ nói cái bánh thực tế đó à, nó nhỏ hơn nhiều so với lại cái bánh này à, thì đây là cái kiện này chúng ta đã nghe tin tức nhiều lần rồi nhiều cái nơi bị kiện lắm À, trước đây á thì McDonald cũng bị kiện nói rằng là cái bánh ở trên hình quảng cáo đó nó khác với lại cái bánh trong thực tế bây giờ thì đến Burger King cũng bị kiện nói rằng là cái bánh này nè à, thực tế cái cái hình á nó hình mà đăng quảng cáo nó phải lớn gấp 35% phần trăm so với cái thực tế à, thịt hà nó cũng nhiều hơn tại vì đây là cái hình quảng cáo họ nói là thịt như nó tràn ra ngoài rau cải trong khi cái bánh kia nó nhỏ hơn nhiều thì bây giờ bên bên burger king uh, luật sư họ nói rằng là không có cái gì mà ràng buộc luật nào mà bắt buộc họ một cái cái bán cái bánh bán ra nó phải y đúc như là ở trong cái hình hết nhưng mà bên tòa thì người ta không có chịu thì bây giờ là đang uh, đang xem coi uh, cái, cái cuối cùng thì cái phán quyết này như thế nào cái trọng lượng cái kích cỡ ra làm sao tại vì cái hình quảng cáo đâu có bao giờ người ta ghi lên cái hình trên các cái biển đó là cái quảng cáo này ở ờ, cái bánh này là trọng lượng bao nhiêu bao nhiêu thịt trong này bao nhiêu miếng cà chua bao nhiêu miếng xà lách thì người ta không có ghi cho nên đó cũng có thể là cái biện luận của họ khi mà ra tòa nhưng mà em thấy là nếu như mà chúng ta vào trong những cái tiệm burger này <laughs> ừ. thì những cái size bánh người ta cái người mà ăn ngay quầy người ta bán người ta cũng hỏi mình là ở muối size medium hay là size large hay là small này nọ mà thôi <laughs> nhiều nhưng... lắm tại khi á khi mà kiện á cái người luật sư đó là nghề của họ cho nên khi kiện á, trời ơi người ta phải trả trả thời gian bao nhiêu năm đi học mà, cho nên họ có nhiều cái cách để mà họ kiện cho nên phiền lắm. Dạ vâng, kính à, thưa quý vị, trong hai ngày vừa qua, ngày ngày hôm qua thưa quý vị, thì có một cái vụ một cái cậu bé chỉ có mới 12 tuổi thôi đang học ở trường đang học ở trường trung học cơ sở Kensington Lake ở Lake Elsinore ở quận Riverside thưa quý vị, thì trên mạng thì quý vị thấy cậu bé này thì mới 12 tuổi và trong một cái giờ học thể dục thì đáng lẽ là tất cả những cái bạn cùng lớp với với cậu bé này á thì mặc đồ thể dục nhưng mà lại cậu quên cậu không mặc đồ thể dục và cậu mặc cái đồ bình thường vô thì khi mà vào trong cái giờ thể dục á thì cậu lại bị giáo viên bắt phạt là chạy vòng vòng ở ngoài trời nắng nóng và cái nhiệt độ ngoài trời thời điểm mà à, hai ngày trước á, là lên trên hơn 90 độ có thời điểm lên đến 94 95 độ ở quận Riverside, Elsinore Uh, và cậu rất là mệt khi mà cậu chạy rồi cậu mới dừng lại cậu mới nói cậu thở hổn hển và cậu nói với giáo viên của mình là uh, cậu rất là mệt và cần một uống nước cho cậu uống nước nhưng ừ. mà giáo viên lại bỏ mặt cái lời mà năng nỉ của cậu không cho cậu uống nước luôn và bắt cậu chạy tiếp thì khi mà cậu đau mệt quá rồi cậu mới nói những những người bạn đang 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 đứng cùng thì cậu nói là cậu mệt quá cậu chịu không nổi cậu khó thở quá uh, ngực giống như là bị bị khó thở bắt đầu cậu đưa tay lên cậu ôm một cái ngực và lúc đó thì đã đổ quỵ xuống thì khi mà đổ quỵ xuống thì tất cả các nhân viên y tế của trường cũng như là người ta cũng gọi police tới rồi gọi cảnh sát tới để mà người ta điều tra và cái chuyên viên y tế người ta đem cậu đến cái trung tâm y tế gần nhất ở gần cái trường của cậu đó thì khi mà đem tới thì gia đình được tin là cậu cũng đã mất ngay tại bệnh viện đó rồi vừa mới à đem rồi. tới là đã mất ngay tại ừ. nơi đó rồi thì đây là một cái chuyện rất là đau lòng thưa quý vị vì ruột của cậu là cô amana blimmer cô đại diện cho gia đình cô nói rằng á, tại vì mẹ của cậu bé đang rất là đau lòng, gia đình đang rất là đau lòng, cô nói là đây là một trong những cái hồi chuông cảnh báo về những cái người mà làm trong cái công tác mà giáo dục dạy học, à, nhất là những cái giáo viên ở trong cái trường học khu này thưa quý vị, thì cũng đang bị cái sự điều tra và điều tra của cảnh sát, à, họ nói rằng là đây là một cái chuyện mà đáng tiếc và học khu của quận Riverside cũng như là cái trường mà Canyon Lake này, người ta cũng đã đưa ra những lời xin lỗi đối với cái gia đình cậu bé này đặc biệt thưa quý vị mẹ cậu bé cũng là một giáo viên bi ở cùng trong một cái trường ở cùng cái quận Riverside đó cũng gần Lake Elsinore và mẹ cũng cậu cũng là một trong những người người đã đề xuất lên những cái ý kiến là không cho những cái trẻ em ở trường những trường trung học cơ sở như thế này ừ. mà có thể là sinh hoạt ngoài trời vào cái thời điểm mùa hè như thế này bởi vì đang rất là nóng và chúng ta phải bảo vệ những trẻ em đó và mẹ cậu là người lên tiếng trước cái vụ mà con trai của mình bị tử vong bị chết vì bị một cái giáo viên trường khác bắt chạy vòng vòng nó không cho uống nước mà bị phạt vì à, là không có mặc đồ thể dục mà thôi đây là một cái chuyện rất là đáng tiếc và cảnh sát cũng đang trong vòng điều tra thì chúng tôi sẽ cập nhật thông tin về cái vụ này của em bé này ở trong những số sắp tới thuộc về à, Lê Thái nhắc đến trường hợp một em học sinh bị chết khi học và thể dục ở trường thì hôm hôm trong tuần vừa rồi đó thì ở phía mà bồi một bồi thẩm đoàn ở Los Angeles cũng đã yêu cầu học khu Los Angeles phải bồi thường cho gia đình của một cậu bé 6 tuổi đã bị đánh chết hồi năm 2019 với số tiền bồi thường là 30 triệu đô la. Um, khi mà cái cậu bé này á, lúc đó đó em này 6 tuổi, em được gửi đến trường nhưng mà rồi đến cái kỳ mà lễ Giáng sinh đó thì em này đã uh, cái bản tin họ không có nói rõ là tại sao em này lại được giao cho một cái người nhân viên của trường á là giữ ở nhà nữa giữ ở nhà thì đó là cái lúc mà em bị đánh nó là em bị đấm khoảng chừng 10 cho đến 13 cái cú đấm vào đầu và vào ngực và em chết vì những cái cú đấm đó à, cái thời điểm đó thì mẹ em nói rằng là mẹ em gửi con ở trường là bởi vì mẹ em đang dọn nhà dọn nhà đến Long Beach cho nên là gửi thì không ngờ rằng là gửi con rồi con chết như vậy, à, cái cáo buộc của luật sư nói rằng à, họ phải yêu cầu đề nghị là tòa phải xử học khu ở cái mức bồi thường rất là cao như vậy là bởi vì nói rằng là mỗi ngày khi mà phụ huynh người ta đưa con người ta đến trường á là người ta nghĩ rằng đó là một cái môi trường an toàn để cho những đứa nhỏ nó có thể vừa học hành vừa phát triển về trí tuệ về thể chất vân vân chứ không phải là đưa con đến trường xong rồi nhận con về đó là một cái xác chết thì đó là cái cáo buộc. Thì bây giờ học khu uh, Los Angeles thì họ không đồng ý với tất cả những cáo buộc này. Họ nói rằng á là cái người cái người mà cái người gọi là như là uh, hung thủ vậy đó là người đầy tên là uh, Tyler Tyler Martin thì người đó mới có 23 tuổi thôi. Nó người đó là không có còn làm ở trường nữa, cho nên á học khu đó không có biết rằng là cái người cái người thầy giáo trẻ này lại có liên lạc với lại mẹ với lại cái cái gia đình của em này để mà làm sao để nhận giữ cái đứa bé này ở nhà trong cái thời gian mà nghỉ lễ giáng sinh như vậy thì học khu họ không đồng ý cái chuyện bồi thường. Họ nói rằng là họ biết là họ có trách nhiệm trong cái việc mà bảo vệ những đứa nhỏ, những cái bình đẳng ở trường như thế nào, nhưng mà họ không hề biết cái chuyện mà liên lạc ở ngoài trường để gửi một đứa nhỏ như thế, nhưng mà tòa thì đã phán quyết rằng là học khu Los Angeles, Los Angeles phải bồi thường 30 triệu đô la. thì chúng ta cũng dĩ nhiên là bên học khu họ kháng cáo, họ không có chịu, nhưng mà để thấy được rằng á, có nhiều cái trường hợp mà những đứa nhỏ đi học, à, mặc dù mình ở Mỹ thì đã nói rằng là đây là một cái quốc gia mà quyền lợi của trẻ em được đặt lên hàng đầu nhưng mà nó cũng có những cái điều những cái tai nạn những cái việc mà nó xảy ra nó nằm ngoài cái sự tưởng tượng của mọi người à, xin mời quý vị cùng trở lại với lê thái và ngọc lan sau phần thông tin thương mại chương trình này được bảo trợ bởi jean và kim Thu cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín có hình bản đồ việt nam bảy và bảy ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chuyên bán cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ 7148976100 và bảy 714 khu Hinton Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 7148394591. Cảm ơn quý vị vừa như làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cùng sự trình bày Dương Ngọc Lan và Lê Thái. À, thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, thì Sở cảnh sát ở Westminster sẽ có một cái buổi kiểm tra à, bằng lái xe là driver license và DUI trên một cái tuyến đường trên một số cái tuyến đường mà người ta đã lên cái lịch trình sẵn thôi quý vị. Và người ta sẽ bắt đầu tiến hành kiểm tra vào tối thứ sáu ngày hôm nay từ 8 giờ tối cho đến 3 giờ sáng ngày mai có nghĩa là ngày thứ bảy ngày 2 tây tháng 9. À, cái địa điểm là tại đại lộ Westminster và All American Way. À, đây là một trong những cái buổi mà kiểm tra trong à, cái kỳ trong cái khuôn khổ mà kỳ huy động mùa hè quốc gia của những cái cán bộ cũng những người làm trong cái cảnh sát an toàn giao thông và các vị trí mà cái trạm kiểm soát được chọn để lên cái lịch sử các vụ va chạm và bắt uh, giữ DUI người ta dựa vào những cái tuyến đường nào mà trong quá khứ có nhiều cái vụ va chạm xe đụng xe hoặc là những cái người mà bị DUI những người không có trai và license mà nó xảy ra rất là nhiều cái vụ tai nạn trong cái thời điểm đó thì người ta sẽ chọn cái địa điểm đó cái cái khung đường đó để mà người ta kiểm tra và cái mục đích chính của những cái trạm kiểm soát này không phải là để mà cảnh sát người ta có thể bắt giữ mà là để mà mục đích là như quý vị cũng đã biết để chúng ta thúc đẩy những cái an toàn giao thông công cộng bằng cách là những người này sẽ ngăn chặn những cái lái xe, những cái người tài xế nào mà không đủ khả năng lái xe hoặc là bị say xỉn trong lúc lái xe, sử dụng ma túy này nọ hoặc là không đem theo cái bằng lái driver license. Và hiện nay thì như quý vị cũng đã biết thì rất là nhiều dấu hiệu của những người mà lái xe trong cái tình trạng mà của rượu và ma túy và nó gây lên nhiều cái tổn thất rủi ro cho những cái người lân cận mà người ta đang lái xe rất là đàng hoàng thành ra là sở cảnh sát của Westminster cũng là bảo đảm là an toàn cho những người đi lại ở thành phố này và bất kỳ những cái biện pháp phòng ngừa nào làm giảm số lượng người lái xe trong cái tình trạng mà say xỉn trên đường đều mà nó cải thiện đáng kể những cái rủi ro đáng tiếc và nó giúp cho an toàn giao thông của cái thành phố Westminster của chúng ta và sở cảnh sát ở Westminster ông cũng đại diện của sở cảnh sát ông cũng nói rằng là à, cái mục đích của cái việc kiểm tra này là để nhắc nhở cho công chúng những người đi đường à, khi mà chúng ta lái xe những cái lái những chiếc chiếc xe kém chất lượng hoặc là chúng ta quên đem bằng lái hoặc là chúng ta uống một số loại thuốc mà kê đơn của bác sĩ những cái loại thuốc mà có ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc là tâm thần của chúng ta trong lúc lái xe thì cũng luôn luôn lúc nào cũng là phải đọc kỹ cái nhãn để mà khi mà chúng ta uống vào thì chúng ta không được cầm lái để mà gây nguy hiểm cho những người xung quanh và nhiều 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 nữa ví dụ như là cần sa hoặc là trớt hoặc là rượu đây là những cái thứ mà chúng ta không được sử dụng khi mà chúng ta lái xe và hình phạt uh, DUI ở mức phạt trung bình là từ 13.500 Mỹ kim trở lên cũng như là chúng ta sẽ bị uh, tước đi cái giấy phép cái trai và lái xe, xe và hiện nay thì uh, rất là nhiều cái thành phố cũng đang tiến hành cái việc mà kiểm tra như là Lê Thắng cũng đã biết thì một thời gian sắp tới thì ở ngay chỗ cái cung đường mà bò với lại Magnolia cũng sẽ có kiểm tra để mà người ta, tại vì cái thời điểm mà gần đến tháng 9 này thì Lê Thái cũng thấy là ở cái khu vực đó người ta hay chặn những cái xe lại, chặn những cái lô cốt lại để mà những cái xe nào đi người ta đều chặn lại hết để người ta kiểm tra. Thành ra quý vị nào mà chúng ta đã uống rượu, đã có cồn trong người thì quý vị không nên cầm lái, chúng ta nhờ người nào lái hoặc là nhớ là đem theo cái chai và license lúc nào cũng vậy để mà bảo đảm là chúng ta có cái giấy tờ trong người để mà không bị phạt thưa quý vị đó là một cái điều khác biệt ở mỹ và ở việt nam hôm trước ngọc lan đọc tin á một người đã bị phạt bị công an phạt về cái tội đó dám lên trên facebook để thông báo rằng là công an đang chặn một cái chốt nào đó để kiểm tra thì lên nói là như vậy là công an đang giống như vi phạm về cái chuyện mà ảnh hưởng đến cái công tác của những người công an trong khi ở đây á thì trước khi mà người ta làm những cái việc đó thì tao thông báo hết rồi ngày đó giờ đó chúng tôi sẽ chặn ở địa điểm đó cho nên ai mà có nhậu đó đi nè. đường khác <laughs> đi đường khác né hoặc là nhưng mà đó là cái cách để cho người ta có ý thức hơn về cái chuyện là khi mà mình uống rượu lái xe thì cái điều đó là nó không có tốt không có nên nói đúng là chúng ta tản mạng về cái vấn đề mà giao thông ở việt nam một chút xíu thì à, cách đây khoảng chừng một tuần em có đọc được một cái thông tin một cái tờ báo À, và một cái video ở trên tiktok của một cái người, người người ta là tiktoker nhưng mà cũng là một người làm trong cái ngành cảnh sát uh, giao thông ở Việt Nam mà đã về hưu rồi thưa quý vị thì cái ông này ông anh này anh lái một cái chiếc xe hơi mà anh đã trước cái ngày hôm trước á, ông đi cái đoạn đường đó khi mà anh đọc cái bản cái bản mà limit cái, tốc độ đó là 50 cây số trên một giờ nhưng mà khi mà ông vừa đi qua thì lại bị cái chốt chặn của cảnh sát ở trên chặn lại nó là anh lái anh ông lái quá tốc độ có nghĩa là một cái bảng 70 trước xong rồi đến bảng 50 lê thái xin lỗi. Có nghĩa là mới đầu là bảng 70 thì người ta tưởng là tốc độ 70, người ta chạy lên tăng lên thì ở trên lên lại có một cái bảng nữa là cái bảng 50 có nghĩa là cái người mà bắn tốc độ họ đứng giữa ngay cái lằn ranh giữa hai cái bảng tốc độ mà nó cách nhau chỉ có vài mét thôi. Đây là một hình thức mà người ta gài cho những cái người đi đường ừ. không phải là để mà giúp là người ta giảm tốc độ để mà an toàn giao thông, nhưng mà cái mục đích là để mà kiếm tiền. Và đây là một trong những cái thực trạng mà chúng ta thấy rằng một cái vấn nạn của ở Việt Nam hiện nay thì cảnh sát giao thông vẫn ăn hối lộ rất là nhiều. Cái điều này chúng ta không thể nào chúng ta phủ nhận đúng không chị Lan? Đúng như vậy. À, thưa quý vị, à, trong những ngày qua đó thì tin tức liên quan đến những cái người mà họ có những cái biểu hiện giống như là thân thiện với người thuộc đồng tính. Đó, thì đã, họ đã bị những cái chuyện mà sát hại, bị chuyện phá hoại. À, nếu tuần trước nữa thì một bà chủ của một cái tiệm thời trang đã bị bắn chết cũng và vì là bà treo cái cờ đồng tính ở uh, trong cái tiệm của mình mặc dù bản thân bà thì không phải là người đồng tính thì bây giờ lại đến phiên một nhà hàng ở trên vùng Los Angeles nhà hàng có tên là uh, Sorry Not Sorry Sorry Not Sorry ở Los Angeles cũng đã liên tục bị những kẻ phá hoại uh, vừa phá hoại tiệm rồi bây giờ thứ sáu tuần trước á thì à, những cái kẻ này nó đốt ba cái xe của những người nhân viên ở đó cho nên là người ta lên tiếng người ta nói là họ họ cần có một cái sự giúp đỡ của những nhân viên công lực liên quan đến những cái chuyện mà phá hoại như thế này à, một người đầu bếp đầu bếp của nhà hàng này á, là một người Việt Nam người này tên là Kim Vũ cũng đã viết ở trên cái một cái trên Instagram của mình để mà nói về vấn đề này rằng là nhà hàng đã bị đốt ra làm sao, đã bị phá như thế nào ở trong thời gian qua thì họ lên tiếng, họ kêu gọi cũng như là họ làm một cái quỹ GoFundMe để nhờ cái sự giúp đỡ của cộng đồng, có thể họ sẽ phải khởi kiện những cái kẻ mà quấy rối như thế này, có những cái hành động mà kỳ thị như thế này. Ờ, trong thời gian qua đó thì người ta lên tiếng rất nhiều về cái chuyện là uh, những cái hành động mà gọi là thù ghét á. thù ghét nó dưới biểu hiện dưới nhiều cái hình thức uh, thù ghét về chủng tộc thù ghét về uh, giới tính thù ghét về người đồng tính uh, thù ghét người châu á nó có rất là nhiều cái thì tất cả những cái uh, cái cơ quan truyền thông họ cũng đang tập trung để làm sao mà lên tiếng về vấn đề này để tránh những cái trường hợp nó rất là vô cớ Um, không phải là vô cớ không Ví dụ như ở đây là nói là vì cái nhà hàng này là có những cái biểu hiện là thân thiện với người đồng tính cho nên là họ đốt xe rồi họ đập phá tiệm rồi cách đó vài tuần thì họ viết những cái chữ ví dụ như chữ vạn ở lên trên cái ở trước cửa của nhà hàng này rồi xong họ viết cái chữ S giống biểu hiện của cái um, bệnh uh, người Việt Nam mình gọi là bệnh sida đó bệnh uh, HIV họ viết lên trên như vậy cái cách họ phá như thế À, dạ vâng, Kính thưa quý vị ở trong cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta mà sinh hoạt trong uh, gia đình này nọ đó thì cái chuyện mà có con có cái đó là một cái niềm hạnh phúc của một một cái gia đình một cái cặp vợ chồng uh, rất là nhiều người người ta muốn có con nhưng mà người ta lại không có con được mà nhiều người người ta lại không muốn có con người ta đẻ đẻ, đẻ quá chừng đẻ luôn có nghĩa là con đàn cháu đóng thưa quý vị thì một một cái nghiên cứu người ta chỉ ra rằng là người ta một đặt câu hỏi rằng là có bao nhiêu con thì chúng ta mới thật sự là một cái một cái gia đình hạnh phúc thưa quý vị. Thì nhiều nghiên cứu khoa học người ta chỉ ra rằng là rất là nhiều cái phương pháp, rất là nhiều con, nhiều nhiều cái cái, cái số liệu nhưng mà vẫn chưa ngã ngủ. Và theo ông Brian Kaplan là một cái nhà kinh tế của Mỹ và một cái người cha đã quan tâm đến cái sự giáo dục của con cái trong gia đình. Ông này ông nói rằng là có hay không cái con số con lý tưởng để mà cha mẹ hạnh phúc nhất và anh nói rằng là đối với anh á thì cái số tối ưu á tùy theo cái sở thích của từng gia đình của, của từng cặp vợ chồng và cái con số yêu thích của ông là bốn có nghĩa là người đàn ông này ông ryan này ông thích có bốn đứa con và nếu như mà chúng ta mà đủ khả năng và chúng ta mà đủ cái tài chính này nọ chúng ta đủ kinh tế thì chúng ta phải cân nhắc cái việc mà chúng ta sinh thêm tại vì chúng ta đủ khả năng tài chính thì vấn đề mà tài chính nó sẽ không làm cho chúng ta bị bận bịu bị quá lo lắng trong vấn đề mà chúng ta có thêm con cái và một cái số nghiên cứu cũng đã xác định là một số đứa trẻ nó có thể mang lại hạnh phúc tối đa cho cha mẹ. Như là một cái nghiên cứu gần đây trong năm 2010 thưa quý vị, thì người ta đã chỉ ra rằng là những cái đứa con thứ hai hoặc thứ ba nó không làm cho cha mẹ hạnh phúc hơn. Đây là một cái nghiên cứu người ta nói là đứa con thứ hai, thứ ba không làm cho cha mẹ hạnh phúc hơn. Và khi mà chúng ta suy nghĩ về vấn đề này là lý do tại sao? Thì cũng có một cái số nghiên cứu là người ta nói rằng là đứa con đầu thì nó nó khiến một số người người ta khi đẻ đứa con đầu người ta dành thời gian quá nhiều đi kỳ vọng quá nhiều về đứa con và người ta chăm sóc quá nhiều đâm ra người ta lại quên mất đi cái bản thân và quên mất đi cái đời sống uh, sinh hoạt vợ chồng này nọ thì khi đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái lối sống của vợ chồng thành ra người ta khi có đứa con thứ hai thứ ba nữa người ta cảm giác đó là một cái áp lực về tinh thần à, nhiều người người ta lại cứ nói về cái nghiên cứu này là có con hai có con ba thì lại là một cái điều không nên và đặc biệt một nghiên cứu gần đây từ châu Âu thì cho thấy rằng là hai đứa con là tuyệt vời nhất cho dù là hai đứa con trai hoặc là hai đứa con gái thì chúng ta không biết à lê thái sẽ quay trở lại bản tin này sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 bản đồ việt nam và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không 1070 happy easy, chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một bốn và bảy một bốn học khu Huntington Beach Union High School District. Phở 86 truyền thống từ năm 1985, hương vị vượt thời gian 714 839 4591. cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần thứ tư của chương trình cà phê sáng của lê đô sài gòn tv ở trước phần quảng cáo đó thì lê thái đang nói về vấn đề là một gia đình nên có mấy đứa con thì gia đình đó sẽ à, hạnh phúc sẽ tốt hơn à, thì bây giờ lê thái tiếp tục dạ nên vâng. mấy đứa à, hai thì, đứa <laughs> à, nãy giờ lê thái đưa thì có những người là nói là có một đứa con thì hạnh phúc người thì nói là bốn đứa con người đầu tiên đó là ông brian ông nói là bốn đứa con thì rất là hạnh phúc người thì nói là hai con và kính thưa quý vị có con nó giống như là một cái khía cạnh một cái khía cạnh mà rất là quen thuộc trong cuộc sống giống như là khi mà quý vị mà bút xe uber chẳng hạn Ở chúng ta bút uber gia đình chúng ta bốn người thì chúng ta phải bút một cái chiếc xe rộng hơn thí dụ như chúng ta phải bút một chiếc suv hay dành chúng ta năm sáu người thì chúng ta phải bút một chiếc xe là minivan để mà chúng ta chạy hoặc là chúng ta bút phòng chẳng hạn bút phòng khách sạn thì cũng giống như vậy đó là tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của mỗi gia đình, tùy thuộc vào mỗi gia đình để mà chúng ta à, có nhu cầu về cái số lượng và cái mong muốn khi mà chúng ta có bao nhiêu con. Và theo mà các cuộc thăm dò của công ty tư vấn và phân tích là giao lập thưa quý vị, thì gần một nửa số người Mỹ coi hai con số, có nghĩa là hai trẻ em, hai đứa bé trong nhà là lý tưởng nhất. Và trên khắp ở châu Âu thì người ta cũng lựa chọn là chỉ có hai con thôi. Và con số đó nó giảm mạnh khi mà chi phí nuôi dạy con cái nó tăng lên và khi ngày càng có nhiều phụ nữ người ta tham gia vào những cái công việc mà lực lượng lao động hoặc là người ta ra ngoài xã hội người ta bắt đầu người ta làm việc với những cái người chung quanh ra ngoài cộng đồng người ta làm những cái công việc cộng đồng thì họ lại cảm thấy là rất là thất vọng khi mà người ta lại biến thành những cái cỗ máy sinh con nếu như mà người ta sinh con quá nhiều. Thành ra hai đứa con là lý tưởng nhất hiện nay. Một số người thì người ta may mắn người ta có được hai đứa con trai À, ai một trai một gái chẳng hạn rồi một gái một trai thì nó càng tốt hơn đứa gái đầu lúc nào cũng khỏe hết mình nhiều người thì đẻ con trai không nhiều người thì đẻ con gái không nhưng mà đó là cũng là con cái cũng là duyên số như quý vị cũng đã biết à, kelly nomaguchi là một cái nhà xã hội học thú vị ở trường đại học bowling green ở bang ohio thì ông cho biết rằng là một đứa con thì nó đã cũng đã làm cho cái cuộc sống gia đình nó có nhiều cái khía cạnh khác nhau nhiều cái bất bất lợi khác nhau nhiều cái hoàn cảnh khác nhau vui có buồn có Thật ra ông nói rằng nếu như mà một cái người phụ nữ và một người đàn ông muốn một cặp vợ chồng mà muốn cho cuộc sống mà êm đềm mà hạnh phúc nhất ấy, là không nên có con thì cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng bình an êm đềm và đây là lê thái đưa đến quý vị là những cái thông tin nhiều cái suy nghĩ về cái khía cạnh cuộc sống trong đó cái vấn đề là chúng ta suy nghĩ là bao nhiêu đứa con thì gia đình mới hạnh phúc thì rất là nhiều lựa chọn nhưng mà theo lê thái thấy thì là à, dù gái hay trai chị hai là đủ giống như chị ngọc lan một đứa một gái một đứa con trai quá lý tưởng luôn chị lan chị hỏi ngược là em đi chị hỏi người là em muốn mấy đứa đi lê thái là muốn một tiểu đội lại là... lọc lại một đội banh cũng được ngán quá rồi quý vị có ba đứa giờ ngán lắm rồi quý vị à, thưa quý vị uh, lê thái đang nói về vấn đề là đông con hay không thì bây giờ một người phụ nữ này ở utah bà này là có sáu người con nhưng mà bà vừa mới bị cảnh sát bắt hôm thứ tư vừa rồi à, ngày hôm qua thì người ta đưa ra cái thông cáo báo chí cho biết là hôm thứ tư người ta đã bắt bà này là rudy frankie bà này từng là người điều hành cái kênh youtube gọi là a messengers à, trong đó đó là bà thường hay nói về bà chồng bà cùng với sáu đứa con nhưng mà cái kênh youtube để điều hành thì có bà với một người partner nữa cả hai người đều bị bắt bởi vì sao người ta tìm thấy một đứa trẻ ở trong nhà của bà này ở trong tình trạng là nó bị thương tùm lum hết mà tay chân nó bị trói lại bằng băng keo à, rồi ngoài ra thì có thêm bốn đứa nhỏ nữa cũng trong tình trạng là bị suy dinh dưỡng rồi bị nói chung là giống như là một cái sự bỏ bê không có được chăm sóc chú đáo à, bà bị buộc tội dĩ nhiên là tàn ác với trẻ con hành hạ hà trẻ con nhưng mà bà này á, bà nổi tiếng ở trên YouTube từ năm 2015 lận khi mà bà lập ra cái kênh YouTube là A Passengers. trong đó bà bàn luận về những cái vấn đề liên quan đến giáo dục con cái, cái cách xử sự với con như thế nào, nhưng mà nó rất là khủng khiếp. Cái kênh YouTube của bà đó là gồm có bà với lại một người nữa là Jody, là người này cả hai người đều bị bắt hết bởi vì cái phương cách mà họ đưa ra, họ nói cái suy nghĩ họ về cái cách mà dạy con như thế nào, cách hành xử với con như thế nào đã bị người ta lên tiếng phản ứng rất là nhiều bởi vì nó nó khủng khiếp. Ví dụ như bà lên á, bà nói rằng là bà đã từng không có mang thức ăn đến cho đứa con 6 tuổi của bà, không có mang thức ăn đến trường là bởi vì sao? Là bởi vì á à, sáng đó nó đã vừa quên, tự nó quên mang thức ăn mà nó còn nói là nó sẽ về nó ném những cái đồ của bà đó đồ quý của bà vào thùng rác cho nên bà phải trừng phạt nó bằng cách là không cho nó ăn hay là một đứa con trai khác của bà là một đứa con trai 15 tuổi khi mà nó nói chuyện với lại bên truyền thông á nó nói rằng là trong suốt một năm trời nó ngủ chỉ trên một cái giống như một cái ghế thôi thì khi mà người ta hỏi bà tại sao bà lại có thể xử sự như vậy với con của bà bà nói đó là lựa chọn của nó nó bị tống ra khỏi phòng với em nó là bởi vì nó cư xử không tốt với em nó thì bây giờ nó phải chịu cái hình phạt như vậy à, tương tự bà có nhiều cái cách để mà đối xử với con bà nó rất là khủng khiếp nó rất là hà khắc nhưng mà bà nói đó là những cái giá mà nó phải trả chính vì như vậy khi mà bà bị bắt thì đứa con gái lớn của bà đó nó, nó viết đứa con gái lớn của bà tên là sari frankie thì cô này viết ngay ở trên Instagram của cô rằng là mọi việc đã giống như là kết thúc có hậu à, rồi một đứa con khác của bà đó nó cũng viết ở trên nó cũng ở viết ở trên à, mạng xã hội của nó nó nói điều gì đến đã phải đến rồi thậm chí những người à, ba người chị em của bà à, cũng nói rằng là cái chuyện này là chuyện phải xảy ra có nghĩa là trong thời gian qua họ rất là bất bình về cái cách mà người phụ nữ này nuôi dạy con và cái cách mà cô ta lại đi giống như là uh, truyền cái kinh nghiệm của họ ở trên cái mạng xã hội thì bây giờ cái kênh youtube đó đã bị uh, giống như là bị bị xóa rồi uh, những người thân trong gia đình nói rằng là họ phải tìm mọi cách làm sao để họ bảo vệ những đứa trẻ đó thì cuối cùng là người này đang bị bắt và bây giờ thì trong thời gian tới sẽ phải ra tòa. Mình Vậy mà làm một kênh YouTube ha, em thấy nó ngồi... Kênh YouTube để mà nói về cái chuyện dạy con như vậy đó. Thì người ta mới khán giả, người ta mới phản ứng, thì người ta mới báo với lại những người mà giống như là nhân viên công lực để làm vậy. sao. Kính à, thưa quý vị, à, quý vị đi tour ở nước Mỹ, à, chúng ta đi, thường là chúng ta ở dân Mỹ thì chúng ta đi du lịch nè, chỗ này chỗ kia thì chúng ta không nói. Nhưng mà một số những cái quý vị mà quan khách mà chúng ta từ những cái quốc gia khác mà khi mà chúng ta đến Mỹ á, chúng ta tham quan thì chắc chắn là người ta sẽ chọn những cái địa điểm rất là xinh đẹp, beautiful để mà người ta coi người ta tham quan đúng không chị? Ừ. Thí dụ người ta đến New York thì người ta phải đến ngay chỗ mà tượng nữ thần tự do hoặc là à, đi du lịch thác Niagara Falls này nọ tất cả mọi nơi mà xinh đẹp thì chúng ta lựa đó là cái nơi để mà chúng ta đi du lịch. Mà quý vị biết là có một cái gọi là một cái chương trình một cái tour du lịch là người ta đến chỉ để đến New York và trong cái 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 lịch trình đó có một cái buổi để người ta đi tham quan và chiêm ngưỡng những cái con chuột ở thành phố New York hay không. Ngày nay Lê Thái đưa đến quý vị thông tin thưa quý vị. À, rất là nhiều người là ngay cả một cái nam hướng dẫn viên anh tên là à, Kenny Bowack, là một cái hướng dẫn viên đang cung cấp một cái tour tham quan về đêm ở thành phố New York, đường, gần cái đường hầm gần trung tâm là Rockefeller, à, Fusing và Sunnyside ở thành phố New York, Mỹ để mà giới thiệu những cái con mouse, những cái con chuột này. Và kính thưa quý vị, thời gian gần đây thì con chuột nó giống như là một cái con linh vật của thành phố này vậy, nói cho vui vậy thôi. Nhưng mà rất là nhiều người người ta muốn tận mắt nhìn thấy cái số lượng mà những cái đàn chuột nó tăng lên theo cấp số nhân ngay giữa cái thành phố Hoa Lệ, một cái thành phố rất là lớn ở giữa lòng của thủ đô của nước Mỹ là New York. Và bổ sung về những cái nguyên nhân thì ủy viên của sở vệ sinh new york ông cho biết rằng là cái xu hướng mà tổ chức những cái tiệc ngoài trời nở rộ sau cái đại dịch nhưng người dân lại không có ý thức về cái uh, vấn đề mà dọn dẹp sạch sẽ hoặc là không có một cái kế hoạch vệ sinh cho nên nó biến những cái nơi này thành những cái khu vực rất là dơ giấy và đây là nơi để dành cho những cái con chuột nó tìm kiếm thức ăn rất là lý tưởng và hiện nay thì để du khách có những cái trải nghiệm chân thực thì à, cái hướng dẫn viên du lịch này anh đã dẫn họ đến cái vỉa hè và những cái công trình xây dựng để mà xem con chuột nó chui rút ở dưới hàng rào của những cái tòa nhà cũng như đường hầm và đây cũng là nơi mà tập kết rất là nhiều rác thải các lán quán ăn uống ở ngoài trời bị bỏ hoang và trở thành những cái nơi ẩn náu lý tưởng cho những cái loài gặm nhấm này và bên cạnh đó thưa quý vị thì theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hoa kỳ thì à, chuột nó lây lan hơn 30 bệnh khác nhau À, bao gồm là những cái vi khuẩn salmonella, sốt phát ban và bệnh lem và đặc biệt thì bỏ chét từ chuột nó lây sang cho người thì có thể là khiến cho chúng ta bị bệnh dịch hạch và như quý vị cũng đã biết trong năm 1351 thì có đến hơn 25 triệu người dân châu Âu bị thiệt mạng trong dịch hạch và hiện nay thì đây là một trong những cái vấn nạn mà à, Bộ Y tế của New York người ta đang phải tìm cách để người ta diệt những con chuột này ở ngay tại một cái trung tâm hoa lệ của nước Mỹ. Cảm ơn Lê Thái đã đến với chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị một và cuối tuần với lễ Labor Day thật là bình an và hạnh phúc. Dạ vâng, và sau phần Cà Phê Sáng sẽ là Thời sự Thế Giới cùng với Hoàng Trọc Thụy và Thảo Yên. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng này để mà theo dõi các chương trình của đài.